Xin kính chào quý khán thính giả và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật được đăng trên trang RFA tiếng Việt. Đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh vào ngày 4 tháng 6 bị Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật. Truyền thông nhà nước loan tin ngay sau khi đề nghị được đưa ra tại cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí Thư do ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì diễn ra cùng ngày. Cuộc họp được cho biết là nhằm xem xét thi hành kỷ luật hai ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế. Hoạt động này được tiến hành theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đưa ra vào hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Bộ Chính trị Ban Bí thư thống nhất với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương rằng những vi phạm khuyết điểm của hai ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2016-2021 Bộ khoa học và công nghệ và Bộ Y tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý rằng các ông Trương Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thanh Long, đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách của nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng, bộ khoa học và công nghệ, bộ y tế. Hai ông Trương Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật. Hai ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2026-2021 bộ khoa học và công nghệ, bộ y tế bị Bộ Chính trị cảnh cáo ông Phạm Công Tạc bị Ban Bí Thư khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại án Việt Á, ai bảo kê cho trùng cuối yên vị điều hành đất nước? Bài bình luận của tác giả Gió Bức Màn kịch rút 19 tỷ đồng ngân sách, lập đề tài nghiên cứu khoa học quốc gia bộ xét nghiệm COVID-19 Việt Á, nhập hàng trung cộng đè đầu người dân ngoái mũi đại trà, thần tốc thu 4.000 tỷ chia nhau vẫn tiếp tục. Hàng chục tướng tá học viện quân y Iris sao bóc lịch hàng chục quan chức Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc CDC hơn 10 tỉnh thành đã sổ khám. Nếu tiếp tục làm nghiêm thì có thể đến 60 tỉnh thành dính chàm vì khoản hoa hồng 800 tỷ. Nhưng dư luận đều hiểu rằng những trùng cuối của đại án vẫn chưa bị sờ gáy dù hồ sơ thần chết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã hai lần gọi tên tại phiên họp 13 và 15 với kết luận sai phạm nghiêm trọng cần phải xử lý kỷ luật. Nhưng lạ là cho đến nay, hai chùng cuối vẫn đang yên vị và được trao trọng trách điều hành, thực hiện những nhiệm vụ tầm quốc gia và quốc tế. Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ, đầu xây mới nhợ của đề tài khoa học Việt Á, với vai trò là Chủ tịch Hà Nội, lấy cớ không để bung toang, đã chủ trương xét nghiệm đại trà, xét nghiệm thần tốc, tốn hàng trăm tỷ đồng. Vẫn long trọng đọc diễn văn khai mạc tại SEA Games 31. Về hàng dọc, từ bộ trưởng bộ văn thể du, văn hóa thể thao và du lịch đến các quan chức khác, không lẽ không còn gương mặt nào đỡ nhấp nháp hơn Trung Ngọc Anh sao? Về hàng ngang, sea games diễn ra trên 16 tỉnh thành. Chẳng lẽ không còn một chủ tịch tỉnh nào sạch sẽ hơn Trung Ngọc Anh để đọc diễn văn khai mạc một sự kiện thể thao quốc tế sao? Các nước ASEAN sẽ nghĩ sao khi tham dự đại hội thể thao do một tội đồ của đất nước chủ nhà đọc diễn văn khai mạc? Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng phải chịu trách nhiệm về việc không nhập vaccine, thụ động để diễn ra các vụ tụ tập đông người dịp lễ 30 tháng 4 năm 2021, bầu cử để dịch nhập sâu, lan rộng, và thực hiện chống dịch sai lầm Zero Covid đã gây khốn khổ cho người dân cả nước. Hàng chục ngàn người chết oan, kinh tế đất nước giảm sút, khủng hoảng, cả cuộc máy y tế từ bộ đến các tỉnh thành bị bỡ bung vì Covid, và vướng lao lý vì bộ xét nghiệm trong kỳ họp quốc hội lần này, Nguyễn Thanh Long vẫn điểm nhiên báo cáo về chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong mua sắm thiết bị vật tư y tế. Bản báo cáo tệ hại đáng nôn mửa như là bản báo cáo thành tích của Bộ Y tế nêu ra những đầu việc đã làm. Tất cả đều tốt như vàng ngọc. Không có từ nào nhắc đến Việt Á, không có con số nào về cán bộ y tế từ trung ương đến địa phương bị khởi tố bắt giam. Quốc hội của ông Vương Đình Huệ thảm nào đến độ nhắm mắt bịt tai, uống trọn bản báo cáo dối trá ấy, không một lời phản ứng. Tệ hại hơn, Tổng trấn Thành Hồ còn xe mặt ca cẩm, đại biểu Quốc hội Phan Văn Mãi, xử lý sai phạm nhưng bảo vệ ngành y tế. Long trọng hơn nữa, Nguyễn Thanh Long còn đứng ra trình bày với Quốc hội dự án khám chữa bệnh sửa đổi. Lịch sử Việt Nam từng có câu chuyện vui là hàng chục ngàn nhà báo Việt Nam được cấp thẻ do tội phạm Trương Minh Tuấn, nguyên bộ trưởng bộ 4T, ký tên Sắp tới sẽ có thêm chuyện vui là người dân cả nước sẽ được chăm sóc sức khỏe theo luật do một tên tội phạm trình quốc hội. Sứ thiên đường Việt Nam hiện nay, quan chức từ thượng tầng ủy viên bộ chính trị đến anh bảo vệ các cổng đều mài chức năng công quyền. Hoạnh hoẹ dân buộc phải mở ra tiền. Quan to ăn to, từ chính sách đến chữ ký, dự án, bổ nhiệm nhân sự. Anh bảo vệ cũng kiếm cơm từ cái gật đầu, lắc đầu, cho hay không cho vô cửa, Tổng bí thư đốt lò tuyên bố tham nhũng trở thành quốc nạn và ngày đêm gom củi rừng về đốt. Nhưng dư luận cũng râm ran rằng ông từng nhận biếu tặng căn hộ loại sang ở Shibucha, Hà Nội hay là nhận tượng vàng của Formosa ngay sau vụ xả độc làm hủy hoại môi trường bốn tỉnh miền Trung năm 2016. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mạnh miệng nói ăn không chờ một thứ gì, nhưng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo công khai trên mạng YouTube là đã nhận 10 tỷ đồng cho quỹ mổ tim nhưng đã lấy mua xe Land Cruiser và dùng làm việc khác mà không mổ quạ tim nào. Tham nhũng ở Việt Nam là chuyện cũ mềm, bịt mắt bịt mồm dân, giả như không thấy, không nghe. Không có tham nhũng bao che cho tham nhũng cũng là chuyện thường. Câu nói cửa miệng của các quan, không có vùng cấm, sai đến đâu sửa đến đó, phải hiểu đúng là còn che được thì cứ che. Đồng chí nào lộ quá không thể che được thì phải xử theo bản án tình cảm như Trương Minh Tuấn, Trương Quốc Cường. Cái mới trong vụ kit test này là các trùng cuối dù đã lộ hàng nhưng vẫn cứ che. Một mặt ra vẻ kiên quyết, nghiêm khắc để yên sân, một mặt dùng mọi thủ thuật của quyền lực, của cơ chế đảng trị để bao che. Ngay từ lúc dịch còn hoành hành, người dân đã ta thán về những quy định xét nghiệm nghiệt ngã của ngành y, xét nghiệm truy viết, xét nghiệm đại trà, xét nghiệm để đi làm, đi chợ, giá xét nghiệm cao ngất ngửa trời xanh, nhưng bộ trưởng bận nên không hay biết. Khi Tô Đại Tướng ăn bò sát vàng, sáng mắt sáng lòng bắt Phạm Quốc Việt và các quan chức hai bộ y tế và khoa học công nghệ khởi tố vụ án, Thủ tướng Anh Minh Thần Tốc lại chỉ đạo mở rộng vụ án trong phạm vi thổi giá mà không nói gì đến đề tài khoa học mà, mà hàng chục triệu test kết xác Việt Á hồn Trung Cộng. Trong khi án đang được công an điều tra, Bộ Y là đối tượng bị điều tra thì Thủ tướng lại giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế kiểm tra và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp trước. Ai bao che cho Trung Cuối vào thời điểm ấy thì đã quá rõ. Nhưng theo cơ chế đảng lãnh đạo đứng trên pháp luật và đặc quyền nhiều tầng nước ưu tiên phạm tội của đảng, thì những cán bộ cao cấp như Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Minh Chính có muốn bao che hay xử phạt cũng không được. Quyền lực ấy thuộc về Ban chấp hành Trung ương mà thực chất là nằm trong tay tổng trọng theo khoản 2 điều 36 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị. Trước hội nghị Trung ương 5 mà còn nhiều đồn đoán cho là kỳ đầu đá nhân sự tìm kiếm người kế vị Tổng Bí thư. Ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp và ra thông báo. Các đồng chí Trung Ngọc Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và một số đồng chí lãnh đạo cán bộ khoa học và công nghệ và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nơi trên chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trước những tuyên bố rủ rạn về quyết tâm đốt lò, chống tham nhũng, khi nghe danh sách chuông gọi hồn ai, dư luận vui mừng đoán chắc lần này Nguyễn Thanh Long và Trương Ngọc Anh nhất định sẽ vào lò. Nhưng kỳ họp Trung ương năm đã trôi qua yên ả, Tổng trọng vẫn kiên cường yên vị, tiếp tục sự nghiệp đốt lò. Hai chủng cuối của Việt Á vẫn yên như bàn thạch và được tiếp tục giao những trọng trách đã nêu. Hóa ra công lý vẫn chỉ là một anh hề. Sau kỳ họp Trung ương năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15 và ra thông báo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Đề nghị này thực chất là tấm kim bài miễn tử cho hai chủng cuối, vì cũng theo điều lệ của đảng thì ban bí thư bộ chính trị chỉ có quyền khiển trách cảnh cáo ủy viên ban chấp hành trung ương trường hợp cách chức khai trừ thì ban bí thư bộ chính trị báo cáo ban chấp hành trung ương xem xét quyết định như vậy theo kịch bản sản sự mức kỷ luật nặng nhất của hai trùng cuối chỉ có thể là cảnh cáo nhân dân anh hùng cứ yên trí được bộ trưởng bộ dân xanh chăm sóc bảo vệ sức khỏe thủ đô ngàn năm văn hiến sẽ tiếp tục yên bình với ngài chủ tịch bung toang lò vẫn tiếp tục đốt củi rừng để ngài tổng bí thư còn cơ hội chống tham nhũng đến hơi thở sau cùng